Đây, à chưa. Overlord, anh Villager. Anh làm gì ở đây vậy? Anh bị bắt từ khi nào? Hello, chào mấy ông. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mấy ông đến với một con mod mà tôi vừa mới tìm được. Một con mod khá là thú vị. Đây là con mod Aquamarine. Là chúng ta có những cây này. Đấy, đó. Cái kiếm này nó có hiệu ứng phụ nữa nha anh em. Ví dụ như hiệu ứng này là nếu tôi sẽ phải nhận một sát thương, nếu như mà cái kiếm, nếu mà một nhát đầu tiên á không có hạ gục đối phương, thì ví dụ như là không, cái này thì tôi một phát chết luôn rồi. Con lừa trâu ra. Ok đó, anh em thấy con lừa nó không quýnh tôi, nhưng mà nếu mà tôi quýnh con lừa mà tôi không giết được nó thì nó sẽ gây cho tôi một sát thương. Ok, kiếm này nó hơi bóp. Ok, thì do là vũ khí nó có khá là nhiều hiệu ứng và tôi không nghĩ là cái video này tôi sẽ quay được hết, cho nên là thôi tôi tạm thời tôi sẽ các chỗ đi, tôi sẽ review mấy con mod. Như là có Golden Mock Spam. Đây là con mock, mock thì hình như là con bướm đêm à. Oh yeah, nó là con bướm. Hello, nhìn cutie, nhìn hay nha, thêm cái shader vô nhìn vui vui. Ê, nó xuống nước kìa. Gì ta? Đù, ngồi. Ok, chúng ta có một con cá nó khá là to. Thề cho nhìn y chang cái con Mimic ở trong mấy cái game LBG ấy, JRPG nhá, RPG chứ không phải LBG. Hồi nó có mấy con Mimic mà chơi rương ấy, để cái mồm ra ngầu và là Anglerfish. Đây là con cá lồng đèn, cá lồng đèn đó. Ui chói, con nhìn đẹp hết nhỉ, khá là chiến. Và con này khá là đặc biệt anh em ạ, nó là một con rất là ngầu. Đây, nó chính là một con cá đuối khổng lồ, the mother of the mess. Ok. Ê, cái miệng nó đây ha, có cái lỗ nè. Con này rất là to anh em ơi. Và đi, anh em có thể so sánh kích thước của tôi với nó này, con này chắc là to cũng phải cỡ con Ender Dragon đó, hoặc là hơn một xíu. Và Captain Cornelia là một con nữ anh em ạ, một nhân vật nữ. Đây tôi nghĩ đây là một con boss. Ok, bay, nhìn animation chuyển động rất là mượt nha. Có cái vũ khí, có cái thương khá là to ở đây. À, ok, mọi thứ. Ui. Nói chung chuyển động nhìn rất là xịn sò. Đó, Villager Patrol. Một Villager hả? À, nó chỉ là một nhóm Villager thôi anh em. Portal Soul, một cái linh hồn bị tra tấn. Holy shit, nó là một con Villager. Nhưng mà có kiểu chắc là bị tra tấn hay là gì đó, nói chung là nó có phù phép. Ui, lại đi. Nó có cái lỗ nè anh em. Hay á. Và đây là một con eo, là con lương. Con lương. Wow, con lương là trông như vậy ta. Holy shit. Ok, còn nhìn nó hơi ngu. Nhìn mặt nó, cái hàm răng thì trông dữ dữ ấy, nhưng mà nhìn mặt nó hơi ngu vậy. Và cuối cùng là Spy Fit. À được, nhìn hiền này. Rồi ngoài ra thì cũng có giáp nữa. Đây, giáp này hình như giống chị hồi nãy này. Holy shit. Oh my god. Ê, what's up. Tôi nghĩ là nó sẽ cho cái hiệu ứng gì đó thú vị chứ. À đó. Ok, vậy là cứ mỗi lần mà hết oxy là nó sẽ bơm cho tôi một lần. Là tôi đã đầy lại. Hay. Hello, ui. Ui, nhìn dưới biển đẹp cực anh em ơi. Nhìn dưới biển đẹp cực. Ơi, giống nó lên lại nó cắn tôi hay gì. Đi. Ý non. Và ngoài ra thì ở đây cũng có những cái biome nữa anh em ạ. À. Đây. Đây, anh em có thể thấy. Ok, maze nó là mê cung anh em ạ. À. Ice maze là một cái mê cung băng. Nhưng mà tôi nhìn cái này thì nó không giống một cái mê cung cho lắm. Để chỉnh chế độ spectator đi dưới đây. Ở dưới đây cũng không có gì nha anh em. Ở đây chỉ có kiểu mấy con cá ha. Ok, mấy con cá là khác thôi nè. À, dưới đây cũng có con cá lồng đèn nữa. Hello. Ở vùng này có khá là nhiều cá lồng đèn. Bên đây có con gấu bắc cực nè. Hello. Vậy là vùng này không có gì hết. Ở đây không có gì luôn. Kỳ ta. Nếu nó chỉ là một cái chỗ để mình tới, nó có mấy con cá ở đây thôi. Tôi thề là nếu mà bây giờ tôi chuyển qua chế độ sinh tồn một cái là tụi này nó sẽ bu vô nó mỗi đứa một chi. À, mỗi đứa nó sẽ giữ một bộ phận cơ thể của tôi đem về làm quà. Ok. Ba, ơi, trời tuyết ha. Hay là gì? Trời tuyết thông thường trời tuyết nó đâu có như vậy đâu ha. Nó tuyết nhiều hơn mà. Nghĩa có vẻ là một hiệu ứng đặc biệt ở trong cái khu vực này. Ê, có mấy con cá. He. Ok, công trình tiếp theo rồi. Ok. Ok, thì địa điểm tiếp theo thì anh em thấy ở đây thì nó cũng có một cái Ice Mat, nhưng mà nhìn nó to hơn. Và có lẽ là cái IMAX này nó sẽ tùy vào kích thước của nó nha, chứ không phải là cứ kiểu cái nào nó cũng giống vậy. Và đúng là cái này nó to hơn thật nè anh em. Nãy nhìn giống mê cung nè. Ở đây chúng ta có một công trình, là công trình nó tên là Outpost.
Ok, sẽ đi tra thử khu vực này còn gì nữa để check thử xung quanh thôi. Ui. Ồ, à đây, ở đây là cái vùng spawn của con cá đuối nè. Đây, dưới đây là khu vực spawn của con cá đuối. Có mấy con cá này luôn. Yêu. Mấy con yêu. Và nó có mấy cái cây oxygelium, cho cung cấp oxy hả? Con cá đuối thì nó sẽ hiện ra một cái dòng dòng thông báo là you feel the vibration under the eye, là các bạn cảm nhận được một cái rung chấn ở dưới mặt băng. Đó, tôi sẽ qua cái chỗ hồi nãy nha, cái chỗ outpost. Tôi sẽ tra thử, check thử là cái outpost này có gì. Với ở dưới thì nó có một cái khu, một cái kiểu chặn thôi, không có không có gì hết đi đây. Và điện click lỗi rồi. Ở đây thì có mấy anh Blazer. Nhà này hình như cũng không không có gì đặc biệt, nó chỉ là mấy cái chỗ, nó như là cái chỗ cái lương ở dưới cái mét hồi nãy thôi. Đây, đây có giáp này, trên này một chút nữa có đồ gì xịn. À đây có cái gì nè, pirate chalk, forgotten pirate crow that smell like rotten oyster. Một những cái đồng phục của cướp biển, những cái nói chung là bộ quần áo của cướp biển bị lãng quên mà có mùi như là cái này gọi là gì, mấy cái oyster là con trai đó anh em, con trai thối rotten. Và chúng ta được cái này. À đây, đây là những cái túi mà nó sẽ cho mình đồ. À đây, chuẩn bị đi hô. Một con thuyền, rất khổng lồ của bọn Blazer. Chúng ta sẽ đi từ đầu thuyền đến đít thuyền. Ok, đó. Cái cầu giống như là thuyền hải tặc luôn. Ok. Đây chúng ta có mấy cái này thì thôi bỏ qua đi. Với cái đây thì cũng không có gì, chỉ là cái thuyền thôi. Đó, thuyền rất đẹp. Ok, tạm được. Ở đây thì túi đồ ở đây thì nó cũng không có gì đặc biệt hết. Ồ, trên này có emerald. Rồi, có enchant. Có sách. Như là từ nãy tôi mới xuống đây. À chưa. Over the villager. Anh làm gì ở đây vậy? Anh bị bắt từ khi nào? Bọn này dám bắt nô lệ anh em ạ. À. Vậy liền. Giờ tôi sẽ check thử là đồ ở đây nó có gì hết. Nó có mấy cái này, nó chủ yếu là đồ ăn không nhỉ? Đồ Hoshida. Chủ yếu là mấy cái thứ á. Đây 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 Nautilus Shell đây, nó mấy cái vàng bạc kim cương rồi đây. Ô, kiếm nào đó, đây mấy cái thuyền nó cho, bắt đầu cho kiếm rồi, nó cho vàng bạc kim cương rồi. Bên này có gì hay? Bùm bùm. Ok, thì bây giờ là đoạn cuối của cái video này, à tôi sẽ thử thổi cái này ở gần biển. Ok, quầy xin vai à không đẹp à, ngầu vờ lơ. Ok, thì đó là cách triệu hồi bot. Chúng ta sẽ có một cái sail horn và thổi. Thổi thêm cái nữa nè. Đó, ngầu. Và tôi cũng có một, tôi cũng tìm được một số thứ khá là thú vị đây này, hai cái này. Với cái potion chakram này thì khi mà tôi nhấn thì nó sẽ triệu hồi ra một cái bay 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 vòng vòng tôi. Ủa đâu rồi? Thế và nó sẽ bay bay xung quanh tôi và nó gây sát thương độc. À, đứa nào dính thì nó dính dính độc thôi. Và cái thứ hai thì nó cũng y chang vậy thôi. À, nhưng mà cái đường xoay của nó nhìn nó ảo diệu hơn thôi. À, anh em có thể thấy là tự nhiên bây giờ tôi có thằng đệ đi 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 chung. À, và nó sẽ có hồ chiêu nha. À, nó cứ đó. Holy shit. Oh yeah. Ok. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. À, nếu anh em thích video này thì có thể để lại cho tôi một like và một subscribe. Và tạm biệt anh em, và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác.